dép này nè. Có xem cái máy này để em quay chi tiết anh em xem nha. Đó. Đẹp nè. Đó. Với con luôn. Ốc tán bùi lon là bao luôn, chưa mở chưa tháo gì hết. Đó, quay chi tiết anh em xem, bô lửa nè, cái que cho lộn, đập nước. Lưới còn mới ton luôn nè, thấy không? Còn xi luôn. Máy gõ 6.5, nó 2.200, 7.500. Này cái bơm vớt, cái dòng màu ớt này á thì nó xài ngon hơn 2 ớt anh em. Nó là bơm đuôi. Đó. Này đứt dầu làm anh em khỏi xa gió nè. Ít vậy là xong. Lụm. Ốc tán này anh em thấy không? Nó mà còn trong sáng luôn nha anh em. Đó, thấy không? Tiếng máy chạy thì thầm thì mấy anh em khỏi thấy vàng rồi. Nước sơn zin luôn. Không giảm giá sơn cốt gì hết. Có tí nào là tặng với anh em luôn. Thì ở đây em có một quách 75 nè. Đó, thì có vàng vàng xế này. Đặt vàng C5 thì đây nó về nguyên bộ vậy đó. Rồi có một quách 65 luôn nha. 65, 85 90 luôn. Đó, một quách 90 luôn. Đó, bây giờ em quay tới cái vàng xế nè. Cho mấy em xem. Xanh chanh luôn. Vàng nó sới mới mà nó xanh mới mà nổi mới xanh luôn á. Nè em thấy không? Quá trời luôn nè. Còn 7 màu luôn. 7 màu trong đây nha. IC5 điện thoại rất là bền anh em, cái vàng sới này nó rất là bền nha. Vàng này khỏi chê, cái sơn zin nó cho nên chi tiết luôn, đẹp mê hồn luôn.
Đó, em giờ em quay cái đuôi sới cho mấy anh em xem nha. Thấy cái cần sới thôi là đi không nổi luôn. Còn nó sơn đen luôn nè, mấy anh em thấy không? Ú nu sờ nu luôn, nó sơn đen luôn. Bộ này mà về mấy anh em nào mà làm gãy làm vườn thì thôi đi, khỏi phải bàn. Hồi nãy em quay cái đuôi sới này. Để em quay đây bài ngang cho anh em thấy. Đó. Thấy không? Đó còn có lưỡi không? Đỡ 6 phần. Bự quá. Bán bự 6 phần. Này là lỗ châm nhớt. Châm nhớt đuôi sới. Chát luôn anh em ơi, thấy không? Cái gai nó còn, rồi sẵn ở đây thì em cũng mới về một con C7 anh em đó, đi C7 quay chẳng quay mấy anh em xem luôn. Đi C7 đặt đầu máy F7 gió nha anh em, máy mới tinh luôn đó, thấy không đẹp. Đây là em tự tiễn mấy hàng đẹp không à, đồ đẹp không. Dù giá cả thì nó hơi mua, mình mua nó hơi nhỉnh xíu về mà, nhưng mà nó đồ đẹp về rất là dễ bán. Thì anh em thấy không? Vàng nè, nó tinh luôn. Chưa này con này là chưa rửa nha mấy anh em. Đó. Đi C7. Cái lốc C7 này á, là loại C7 này như vậy là nó đẹp đó anh em, tại vì nó lốc nó sơn sơn vậy nè, rửa ra nó hơi gì nè, nhưng mà mình chưa rửa sạch nữa đó. Nhưng mà C7 thì nó là dàn sới, mấy sới C7 nó quá đẳng cấp rồi, rất là bền luôn anh em. Mấy anh em mua vàng nó mà về chạy C đi, đừng hàng mong mà đừng mua trong số để thay, không có đâu, không có để mua, tại vì đâu có hư đâu mua, rất là bền luôn. Còn để bọn nguyên số này thì thôi đi, cứ già luôn, bơm nước ha, chạy xuồng chạy ghe đó, thật bền dữ dằn luôn. Em thấy là F7 nè, coi nè, F7C E. Đời này là E, xe là đời gió, đời gió anh em ơi. Máy mới tinh luôn. Nửa ra còn. Anh em mua xài mấy con này thôi đi. Mỹ mãn luôn. Rồi. Mấy anh em xem video của em á thì cho em xin chữ đăng ký giùm em nha. Rồi mấy anh em có hỏi giá, báo giá về những cái máy này hoặc bộ C5 á, em mới vừa đăng á, này là bộ C7 đó. Thì số điện thoại em á, có gì liên hệ với em, số điện thoại em là gọi góc trái màn hình, số điện thoại em là 0907715449. Tiệm của em là ở huyện Tháp 10, thuộc tỉnh Đồng Tháp nha mấy anh em. Rồi em lại quay coi C5 tí xíu nữa. Này.
cái khóa mới này mình xin năm. Còn con ton của này. Cái xì nữa. Con 6 số nè. Còn 3456. Cái này là cái sới nè anh em. Rồi em xin cảm ơn anh em nha. Clip của em đây là quay là kết thúc anh em ơi. Hẹn gặp lại với anh em tiếp sau. Xin thân ái chào tạm biệt với anh em nha.